nhà mình Tổng cao chào toàn quá thể nhiều. quý vị, anh em quan tâm và theo dõi kênh Hợp Văn Trường thì lại tiếp tục giao lưu với anh em một lô mai hình thú. Cây này có cái u bướu lên rất cực kỳ là quái nha anh em. Anh em có thể thử cây này dáng là cái gì hồi đầu đó anh em. Thì nói chung là cây này khá đẹp, khá long lanh. Thì cây này là cây số 12 nha anh em. Thì mình sẽ đo thông số cho anh em tham khảo. Cây này khá lớn. Rồi, đo anh em theo cái. Hoành thân là 21 nha anh em. Hoành thân là 21. Tổng chiều dài của cây là đi 40 nha anh em. Số rất chi là đẹp luôn. Tổng hoành đế của em thú này là 80 nha các bác. Tổng hành thú là 80. Rồi, nhìn đẹp long lanh. Còn tổng chiều cao đế số tính từ cây u ngủ lên là khoảng tầm 19 phân nha anh em. 19 cm tức là một gang tay đó. Thì cây này là cây số 12. Mình xin phép giao lưu cây này là giá 2.200.000 nha. Thì cây này là khá đẹp nha anh em. Anh em nào về chơi thế cái thế long mã hồi đầu là cực kỳ đẹp luôn. Rồi để mình tiếp tục chuyển cây. Để quay kỹ cái này nó hơi xuất sắc, nếu mà nhìn kỹ thì hơi khá đẹp. Rễ đây này anh em. Cục cục u này. Có cái nó có cái u bướu ở chỗ đây khá bự này. Đấy, nhìn dáng nhìn ngoài là lực lắm, nhìn lực cây mà nhìn khỏe lắm. Bầu đây bầu rin nha anh em. Và dòng mai này là được 13 năm từ 8 đến 12 cánh nha anh em. Dòng mai này từ 8 đến 12 cánh, nó thuộc dòng rảo. Rồi, tiếp tục là cây số 13 nha anh em. Cây này thì thân nó hơi cong, hơi lắc lượn. Bộ đế cũng nói chung là không được đều lắm. Nhưng mà cực kỳ to lực nha. Đây, anh em đẩy cây bàn cổ tay mình nha. Cổ tay người lớn hay trong cổ tay trẻ con à. Đấy, thì bây giờ mình xin phép đo thông số cây mã số 13. Nói chung là bộ đế cây này nó cũng quái quái kiểu gì ạ. Thì 19. Hoành cho nó là 19 nha anh em. Tổng chiều cao của cây này là 38 nha anh em. Thì có thể cắt thấp đi hay là cắt anh em chơi đẻ cao thì đẻ cao, mà thấp thì thấp. Thì anh em mua về thì tự cắt. Tổng hoành đế là 72. Rồi cây mã số 13 này đấy. Mình xin phép giao lưu nhau là 1 triệu nha anh em. 1 triệu tại nhà nha. Nói chung là cây cũng 12-3 năm rồi. Rễ nó đấy rất khủng nha anh em. Hàng này do mình bán đắt, dám cao hơn tất cả các kênh khác thì do là nó già lắm. Rồi và tiếp theo là một đế thú cực kỳ đẹp, mã số là 14 nha anh em. Thì cây này là cây số 14. Bộ đế cực kỳ đông đặc luôn. Anh em để ý là bộ đế cực kỳ gồm, đông đặc. Cổ nó lắc lượn nha anh em. Đây mình quay hơi xa cho nha, xem cổ nó lắc luôn. Nói chung cây này không một tí vết nha anh em. Đế đều tứ diện. Một hình một con thú quay đầu. Đó, và bộ đế rất chỉ là đông đặc luôn. Hoành cũng khá lớn. Nói chung là cây này là nói về phôi thì dòng này cũng gọi là khá đẹp rồi nha. Quá chuẩn mực rồi. Đây, dễ này cho anh em tham khảo này. Đây, dễ to cối 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 không này. Trông có cái loại dễ chúc 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 này. Dễ nó còn mấy cái đường lắc lượn này. Cái dễ đây là nó toàn lắc lượn kiểu này nó hay này. Mà bộ đế đây là luôn luôn là nôm thẳng xuống nha anh em, chứ không có xòe ra nha. Thì bây giờ mình xin phép đo thông số cho anh em tham khảo. Cây số 14 đâu không được. Hoành thân của cây này là 24 nha anh em. Hoành thân là 24. Tổng chiều cao của cây này là đi 28 nha anh em. Tổng chiều cao, tổng hoành đế. Cái đế này là khá khiêm tốn bởi vì nó gồm một cục lù anh em. Tổng hoành đế là 60 nha anh em. Tổng hoành đế cây này là 60. Hoành đế, còn đây là hoành đế đông đặc nha anh em, chứ không phải đế R nha. Một cây giang thú khá chi là đẹp. Thì cây này mình xin phép giao lưu anh em. Đó là 2.400.000. Thì tất cả các hàng mình giao lưu là không bao ship nha, mà mình gọt cái bầu cực bé để cho anh em có thể là dễ dàng mà ship nó nhẹ tiền nha anh em. Nói chung là cây này khá vít. Thì anh em nào có điều kiện thì sắm mấy cây này về lên chậu đẹp đẹp, 2 năm sau là thành phẩm là chơi ok rồi. Vâng, và tiếp tục là một cây mang mã số 15. Thì cây này là dáng trực, đế nôm nha anh em. Đế số nôm đều tứ diện, nói chung là đẹp long lanh. Nói chung là cực kỳ ưa thích cho anh em nào mà chơi cây mai dáng trực nha. Dáng, ở trong đây là rễ nó còn lắc léo trong đây này nha. Nó còn lộm cộm lắc léo trong đây mà to to không à. Đây này, rồi nó còn chạy xuống đây này.
các đường nó vẫn còn chạy xuống, vẫn còn cua xuống dưới nhiều nha. Thì anh em về có thể khui xuống thêm hoặc là để như thế này cũng được. Thì đây là một cây giáng trực đế nôm. Nói chung là đây già mai mình nhận được cái là bộ rễ rất là lớn thôi và già năm, nó có hai điểm xù nữa nha, nó nổi u u chứ chưa được xù lắm, chóc ra chóc vảy này. Đây, dễ đây, cực kỳ khủng đây, đều tứ diện nha, chứ không phải là một chiếc nha anh em. Bây giờ mình xin phép đo hoành. Cây này là cây 15, tổng hoành hoành thân là 22 nha anh em, hoành thân 22, chiều cao tính từ mặt bầu lên là 32. Rồi tổng hoành đấy, tổng hoành đế, cái đế này thì nó hết cái chậu này luôn anh em, nó hết cái này thì tổng hoành đế nó hơi lớn tí, khoảng tầm là 81-82 gì đó, nói chung là đo chưa hết. Nếu bởi vì cái hoành đế nó không quan trọng mấy, người ta tính cái hoành thân này thôi. Thì cái cây này, cây mã số 15 này mình giao lưu anh em là 1.800.000 tại nhà mình, cây giáng trực đế đế nông. Vâng, và tiếp tục là một cây đế thú dáng cực quái luôn, cây số 16 anh em, đế thú dáng cực quái tứ diện đều đẹp, lắc lượn thân cấu lắc lượn. Cây này anh em có thể sửa dáng bay, bỏ lên chậu rồi sửa bay theo hướng này hoặc là hồi đầu tùy, nhưng mà bộ rễ cây này cực kỳ quái nha, nói chung là đều đẹp đây anh em đấy, mà lắc lượn này đó, tất cả các rễ đều lắc lượn hết nha. Thì bộ rễ đây do người ta sửa từ xưa cho nên là cái giá cây mình mua về nó hơi cao. Và cây số 16 này thì cũng là cây cuối video nha anh em, cuối video của mình. Thì cây này mình xin phép là đo thông số cho anh em dễ tham khảo. Cái hoành thân của nó trên thực tế nó chỉ bằng cái rễ thôi nha, nó to kiểu vậy. Hoành thân của nó là khoảng tầm 14 nha anh em, hoành thân 14, tổng chiều dài của cây là 34 hướng bay, còn tổng chiều cao đế sổ là khoảng tầm là 18 nha anh em, tổng đế sổ 18. Tổng hoành thân cây là 60. Nói chung là cây này nó được cái bộ rễ rất là đều. Và cây 16 mang 16 này mình xin phép giao lưu anh em là 1.500.000 nha anh em. Thì anh em nào yêu thích cây nào thì liên hệ trực tiếp cho mình. Nói chung là dòng mai của mình chỉ thể bảo anh em là từ 8 đến 12 cánh là 1, cây già 13 năm là 2 và tất cả là đều bầu rinh. Cây dòng cây khỏe lực, không phải là cây yếu nha anh em. Phôi mà, dàn phôi này mình mới san về thì nói chung là khá lực hết, toàn phôi lực và bộ đế của nó cũng khá đẹp. Khi mà người ta mua một cây mai thì nó có đắt thêm một vài trăm không đáng kể, nhưng quan trọng là phải ứng mắt, nhìn thấy nó hợp lý, hợp giá. Với cả hai nữa là quan trọng nhất là phải đẹp. Đẹp là không phải đẹp đối với người khác mà đẹp đối với cái bản thân mình anh em. Ví dụ như anh em cảm thấy cây này đẹp, chơi thế này được là được thôi, chứ còn bây giờ mà chuyện đắt rẻ thì khó nói lắm anh em. Và video của mình đến đây cũng xin phép tạm dừng. Tổng chào toàn thể quý vị anh em đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em.